cho bà con coi gắn chơi ha. Gắn này là mình chừa gắn giống này bà con, cái màu đó đó là con gắn mình đang giao phối với con gắn đột biến hổm đó. Gắn đó là mình chừa là giao phối với gắn đột biến đó, bà con thấy không? Gắn đó là gắn mình chừa lại đang mà giao chừa lại giao phối với gắn đột biến. Bà con thấy rõ gắn này chưa? Đó, gắn này mình giao phối với gắn đột biến đó. Gắn này màu vàng nha bà con, vàng anh nha, không phải vàng ấy. Đang mình giao phối với gắn đột biến chơi. Thử coi nó ra cái màu gì đây. Bà con thấy không? Bà con thấy chưa?